Đến tối qua, mực nước ở khe Hồi Giảng đã xuống chậm so với buổi chiều. Tuy nhiên, thời tiết có diễn biến phức tạp hơn khi xuất hiện mưa. Đây là tình huống khá nguy hiểm. Sau chỉ đạo của Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, lực lượng công an, quân đội đã tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống bằng đường bộ, tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập của hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà của xã Tà Cạ. Hiện nay, ngoài lực lượng tại chỗ gần 300 người, gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ của huyện Kỳ Sơn sẽ huy động thêm 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang từ tỉnh lên để hỗ trợ dọn dẹp đất đá, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân, sửa chữa hạ tầng giao thông. Kiểm tra một số hộ dân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã động viên, chia sẻ với những thiệt hại của bà con tại khối 1, thị trấn Mường Xén. Nhiều gia đình chỉ trong chốc lát đã trở nên trắng tay đồng thời yêu cầu huyện kỳ sơn và chính quyền các xã nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng của lũ ống lũ quét đồng thời yêu cầu huyện kỳ sơn và chính quyền các xã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của lũ ống lũ quét bố trí nơi ăn trốn ở chỗ tá túc cho các gia đình bị trôi nhà cửa bị sạt lở